Chương 2. Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Mục 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế. Điều 10. Xử phạt vi phạm hành chính về thời hạn đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Mục 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Đăng ký thuế thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoảng 1 điều này. B. Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn quy định, trừ trường hợp quy định tại khoảng 1 điều này c. không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi đăng ký thuế, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày. 4. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. đăng ký thuế, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên. b không thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế. 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 1 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ. B. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 10 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 1 đến 30 ngày, nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế trừ trường hợp xử phạt theo điểm A khoảng 1 điều này. 3. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày, nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. B. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 1 ngày đến 30 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. B. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. 5. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: A. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. B. Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế. 6. Quy định tại điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây: A. Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân. B. Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân. C. Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị quyết của Quốc hội. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với hành vi quy định tại điểm B khoảng 5 điều này. Điều 12. xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn. 1 phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế. B. Hành vi quy định tại khoảng 3 điều 16, khoảng 7 điều 17 nghị định này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoảng 1, khoảng 2 và điểm A khoảng 3 điều này. B buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, chuyển kỳ sau nếu có, đối với hành vi quy định tại khoảng 3 điều này. Điều 13. Sử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. 2. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày. 4. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. a. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày. b. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. C. Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. D. Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 5. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11, điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoảng 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. Trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế. B buộc nộp hồ sơ khai thuế phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm C, điểm D khoảng 4 điều này. Điều 14. xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên. B. Cung cấp thông tin tài liệu sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin tài liệu chứng từ hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cung cấp không đầy đủ, không chính xác số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. B. Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo quy định nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. C không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan khi được cơ quan thuế yêu cầu. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cung cấp thông tin đối với hành vi quy định tài khoản 2 điều này. Điều 15. Sự phạt hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: A. Không nhận quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế khi được cơ quan thuế giao gửi theo quy định của pháp luật. B. Không chấp hành quyết định thanh tra kiểm tra thuế quá thời hạn 3 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền. C, cung cấp hồ sơ tài liệu hóa đơn chứng từ sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. D, cung cấp không đầy đủ chính xác về thông tin tài liệu sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. D. Không ký biên bản kiểm tra thanh tra thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày lập hoặc ngày công bố công khai biên bản. Hai. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A không cung cấp số liệu tài liệu sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian kiểm tra thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; b. không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyết định niêm phong hồ sơ tài liệu, kết quỹ, kho hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng; c. tự ý tháo bỏ, thay đổi dấu hiệu niêm phong do cơ quan có thẩm quyền đã tạo lập hợp pháp; 3 biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hành vi quy định tại điểm D khoảng 1 và điểm A khoảng 2 điều này. Điều 16. Sự phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn. 1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn giảm hoàn cao hơn So với quy định đối với một trong các hành vi sau đây: A. Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ, hoặc xác định sai trường hợp được miễn giảm hoàn thuế, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn, nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn chứng từ hợp pháp. B. Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. Số tiền thuế được miễn giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này, nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. C. Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra kiểm tra thuế biên bản vi phạm hành chính xác định là hành vi trốn thuế, nhưng người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận để xác định là hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế. D. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo quy định về quản lý thuế. Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. D. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn giảm. Nhưng khi cơ quan thuế thanh tra kiểm tra phát hiện người mua chứng minh được Lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn miễn giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 điều này nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn miễn giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 điều 8 nghị định này. B. Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau nếu có đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại điểm A, B, D khoảng 1 điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại điều này mà bị xử phạt theo quy định tại khoảng 3 điều 12 nghị định này. Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế. 1. Xử phạt một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a. không nộp hồ sơ đăng ký thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trừ trường hợp quy định tại điểm B điểm C khoảng 4 và khoảng 5 điều 13 nghị định này B không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không khai khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy định tại điều 16 nghị định này. c. Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng, lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. d. Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế, làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn giảm. D. Sử dụng chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp chứng từ, sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn giảm, số tiền thuế được hoàn lập thủ tục hồ sơ hủy vật tư hàng hóa không đúng thực tế, làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn được miễn giảm. E. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng khai thuế với cơ quan thuế. G. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế trừ trường hợp quy định tại điểm B khoảng 4 điều 10 nghị định này. 2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoảng 1 điều này mà không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. 3. Phạt tiền 2 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoảng 1 điều này mà có một tình tiết tăng nặng. 4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này có hai tình tiết tăng nặng. 5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 2 3 4 5 điều này. Trường hợp hành vi trốn thuế theo quy định tại các khoản 1 2 3 4 5 điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 điều 8 nghị định này. B. Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế nếu có đối với hành vi quy định tại khoảng 1 2 3 4 5 điều này. 7. Các hành vi vi phạm quy định tại điểm B, điểm D, điểm E khoảng 1 điều này bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều 12 nghị định này. Mục 2. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại và tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại người bảo lãnh nộp tiền thuế. 1. Phạt tiền tương ứng với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước, trừ số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng Thương mại cung ứng dịch vụ thanh toán cho người nộp thuế. Đối với Ngân hàng Thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế, trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế tại Ngân hàng Thương mại đó không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước, nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp. 2 người bảo lãnh phải nộp thay tiền thuế tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt tiền chậm nộp tiền phạt nếu có cho người nộp thuế theo nội dung cam kết tại văn bản bảo lãnh trong trường hợp người nộp thuế không nộp vào ngân sách nhà nước nếu quá thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền thuế nợ tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt tiền chậm nộp tiền phạt mà người bảo lãnh chưa thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì người bảo lãnh bị tính tiền chậm nộp do chậm nộp tiền thuế, tiền phạt và bị cưỡng chế theo quy định của luật quản lý thuế. Điều 19. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân liên quan. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên. 2. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thông đồng bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 18 Nghị định này. B. Không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ về tài sản của người nộp thuế do mình nắm giữ, tài khoản của người nộp thuế tại Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước. 3. Mức phạt tiền quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 điều 4 nghị định này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cung cấp thông tin đối với hành vi quy định tại điểm B khoảng 2 điều này.